năm. Hôm nay quay trở lại chỗ vừa sầu riêng Cái Mơn nè, trên đường Trường Chinh nha quý cô chú anh chị và các bạn. Chỗ 592 Trường Chinh đối diện đường Tân Nhân Nhì, với địa chỉ của chị nữa là 30 Tân Kỳ Tân Quý. Vừa chín tới hả chị? Cái này vừa chín tới nè cô chú. Nhưng mà ăn cơm rất là ngon. Vừa chín tới nè, mình khui còn hơn xíu. Nhưng mà cơm ăn béo. Cơm béo rồi. Cơm vàng hàng lép. Thấy đi chơi đi biển về tươi liền. Thì đói rồi. À, đi biển em mì gói không ạ? À? Kỳ lạ vậy. Đi biển ăn hải sản chứ. Ăn hải sản. Thành phố anh ơi. À, ăn cua thành phố đó hả? Dạ. Để ăn thành phố sướng hơn. Chị nói đi biển mà chị cua thành phố hả? Đó là ngon luôn cô chú. Cơm dẻo dẻo ha. Cái này là da mèo quá. Dạ. Đó nhìn nè. Da mèo thì nó béo và ngọt lắm cô chú chị. Cơm này ăn là dạ. Ngoài bánh lẻ thì chỗ anh Hiếu và chị Thu Lam đây đã là có bán sỉ nữa nha quý cô chú anh chị và các bạn. Trong video thì Cuộc Sống Sài Gòn TV em có để số điện thoại phía dưới cô chú anh chị và các bạn thì có kéo xuống là nhìn thấy liền hả? Kéo lên nhìn thấy liền. Đó. Thì ngon lắm. Đó. Do có dạy vỏ nó dài xíu chị bù thêm muối cho khách. Tặng thêm muối cho khách. Yeah. Rồi, quá tuyệt vời. Là gì đó nhiều. 235. Hai trăm mốt anh. Giá sầu riêng là 90k một ký là một nha cô chú chị. Nếu mà cô chú chị nào mà tùy đường á, đi đường Tân Tư Nghì mình đối diện qua nè, đi đường Trường Chinh á thì mình ghé, còn mà tiện đường đi đường Tân Kỳ Tân Quý á thì mình ghé chỗ Tân Kỳ Tân Quý nha. Phía bên đó là chị em gái của chị Thu Lam này bán Thu Sương á. Em cũng có chia sẻ video clip ở địa chỉ bên đó. Đó. Quá quá ngon. Trên sầu riêng. Tới đó. Rồi vừa tới. Nhìn chị phụ nữ nhưng mà khu sầu riêng rất là nhanh, không kém gì mấy anh thanh niên đâu. Sữa lép là mình bán là bao nhiêu ký chị Thu Lam? 80 hả? Dạ. Sữa lép là bán 80. Cho nó mềm béo. Đúng rồi, sữa lép thì cơm cực kỳ là mềm. Với lại béo lắm, ngon. Nếu mà cô chú anh chị nào mà ăn được cái sữa lép này cũng ngon nè. Dĩa đi. Đó. Cho
À, đúng rồi, ăn được loại này thì good. Ok, ngon. Béo. Tôi làm khu sầu riêng khu chú thấy không? Rất là nhanh. Gọn, dứt khoát. Ba bà con. Dạ. Ok. 80k một ký.
đó là hộp 100 đó nha cô chú. Tư vấn chị Tu Lam á, tư vấn cho khách nha cô chú anh chị. Giá chủ riêng ở đây thì 50 cũng có, 70 cũng có, và ngon nhất á là 90. Cái gì sao?
vậy là mỏng mỏng lắm rồi anh. Rồi. Mỏng hơn cái mấy cái kia, cái thái thì nó mỏng hơn, chứ thái cái sao vậy là quá ok rồi, chẳng có cái nào dày hơn nữa đâu. Cái này là quá ok rồi đó. Có đạt luôn á, bởi vì bây giờ là cái cơm không là 300 ngàn ký rồi. Một ký vải, một cua trái sầu riêng là ký vải ruột rồi. Để mình nào có thể điều chỉnh cua thải. Dạ. Ký vải ruột ok quá rồi. Thì nó nhiều muối hơn đó, nhưng mà cơm rất là ngon.